Để tiếp tục theo đây là bài Đến Làng Nhân Nghĩa. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy rời Sa Đéc để đến làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ theo lệnh an trí của viên cảnh sát sở mật thám Brazil. Một nơi đồng khô cỏ cháy, vắng khách thưa người, mà thực dân Pháp hy vọng là một nơi chỗ tốt để giấu kín Đức Thầy, khó mà có cơ hội tốt để cho Ngài truyền đạo. Nhưng sự kiện đã trái hẳn lại, thực dân muốn một đàn thì tác dụng lại chuyển sang một ngã. Người ta lại rần rần tìm kiếm Đức Thầy, lại nhiệt thành nghe Pháp quy y. Khung cảnh đất xà no thanh vắng ngày nào, bây giờ lại quá đa ồn ào tấp nập. Trong cơ duyên đó, Đức Thầy lại phát phù trị bệnh, thuyết pháp và viết kệ. Bài Đến Làng Nhân Nghĩa sau đây, Đức Thầy viết vào 11 ngày sau khi Ngài đến xà no. Trong đây là những ý tứ sâu xa, gối ghém mà để tránh né trước những kiểm soát quá ngặt của thực dân. Ngài đã áp dụng một lối viết nửa hư, nửa thật. Trân trọng kính mời chư quý thính giả đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Làng Nhân Nghĩa để chân đến chốn, thấy dương trần trà trộn ta tâm. Quái thần đem đạo quyền thăm, nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân trăm họ xáo xào, ra rồi phố tơ máu đào nhuộm mơ cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thành. Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngán, bởi hoàn cầu thù quan cứ gây. Vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh lại thêm vẻ phù sanh cõi tạm, giấc hồn người hắc ám khỏi mang. Cầu cho cuối sớm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên
những gọi thừa ân của Phật đàn cố gắng tâm trì theo đến chung một ngày dính diệu ắt bằng an bằng an bốn biển khỏi đua tranh bởi khắp ba gia được chỉ lành trao sữa tâm phàm tìm cõi cũ về nơi tiên cảnh mới nhàn thanh nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tâm nhành lá xâm xê màu đươm ve non thần biến đổi hết rừng lâm rừng lâm cây đã thấy ngày nay mà ruột năm non có cả cơ đài chờ đợi con hiền nói tục cổ tới thời thượng cổ điểu hoàng mai dò dò đêm thanh ơi nức cái giọng vàng tiếng cây sum màu đượm mùi nhang phù dung mơ rã gánh thân yên nhà thành thời gia chúng mới gặp chữ nhàn chữ nhàn vô sự nhà từ đây ơi gặp cửa thiền bể giác bờ mê ngài vượt khỏi lánh đời tục lụy rất tiền khiên tiền khiên bởi trần thân đạo diệu dồi trao lập chí cần luyện tâm trao tâm ơi cho sạch sẽ rứt rồi nở thấy khỏi sợi chốn ta bà Phật canh mau về ác lánh xa tình ngộ từ đây người gặp chủ phối trần tìm kiếm mới chữ mà cùng đa cảnh thế nhìn xem mơ lỗ cáo xà mua gút nhăn đánh ưa thịt béo nào khờn gia ái ơi của thiền gia thiền gia
thần. Những tưởng thôi đời ôi chát lạc, đạo màu siêu diệt của thiền lâm. Thiền lâm Phật thích thuở xưa kia, non tuyết rèn rang ơi bác chánh kìa, phổ hoa dân lành trong khắp chung, hoàng cầu bốn biển khắp danh bia. Luồng thanh điển nhón qua như chớp chuyển căng tiền, nhắc lớp với người xưa Phật tiên dần chuyển mấy lọc lừa, kiếm còn hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ tham bốn bề sống dậy, dòm lưng trời lửa thông biến qua dưới miền trung ương. Ngục y môn đầy quỷ vô thường, giáp kỳ hồn kẻ bào diêm dương nghi luật trừng. Nhìn xa nước mắt kỳ rừng rừng, thương đời mê muội trầm luân hoài hoài. Tay hạ bút viết bài chung mi cuộc, ai rõ lòng còn mi cuốc đi khỏi kêu. Thân khùng vẫn bị trơ trêu, phiêu lưu trôi giạc danh yêu khắp cùng. Ai giàu có thông dung thanh nhã, ta nghĩ lo đời sắc đái bền gan. Âu sầu nức giọng riêng thang, trách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần.